Em nha, thì hôm nay mình sẽ quay cái video hướng dẫn anh em cách vẽ hình ảnh bằng Copilot cực đỉnh nha. Đó thì hiện tại gần đây á, thì cái nick Facebook của mình rất là nhiều nick thì nó đề xuất những cái hình như vậy này. Đó, thì các bạn thấy là những cái hình như vậy. Thì những cái hình như vậy á, thì mình cũng đã up thử lên một cái fanpage, thì nó đã đề xuất cũng được tiếp cận tới mấy triệu người luôn. Mà cái fanpage của mình chỉ là một cái fanpage bình thường thôi nha. Đó thì các bạn mà muốn vẽ những cái hình như vậy á, thì các bạn bên này thì các bạn thấy một cái nút có palette này, thì các bạn chọn cái nào sáng tạo đi cũng được. Ví dụ như mình chat đó, thì các bạn cần phải có một cái tài khoản Outlook nha, login vô. Ví dụ như các bạn yêu cầu nó là về đó, thì mình sẽ yêu cầu nó là về giúp tôi một bức hình xe chở vàng đồ ngoài phố, thì các bạn phải chờ một xíu, nó không có về được lên, nhưng mà tùy theo cái yêu cầu của các bạn thì nó sẽ cho cái kết quả. Đó thì nó trả lời là xin chào, đây là bên tôi sẽ cố gắng tạo ra bức tranh đó, tức là tùy theo cái yêu cầu của mình nhé. Đó thì nó đang trên hình này. Đó thì các bạn thấy không? Đây bắt đầu. Đây một tấm này. Đó các bạn thấy nó về đến không? Đó thì mình sẽ tải về nha. Thì cứ tải đại thôi. Đó thì thì mình sẽ chiều nữa mình sẽ up lên cái fanpage mình để mình chúc mừng đầu năm. Rồi nhân tiện ngày cuối năm chúc anh em năm mới một năm dồi dào sức khỏe luôn nha. Rồi video mình xin phép kết thúc ở đây nha. Bye bye anh em.